Quý vị và các bạn đang đến với phần tiêu điểm của bản tin. Việt Nam là thị trường mới nổi ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong lĩnh vực bán dẫn. Đây là nhận định được đưa ra trong một báo cáo mới đây của công ty tư vấn và nghiên cứu công nghệ hàng đầu thế giới Technavio. Điều này càng được minh chứng bởi sự xuất hiện và mở rộng hoạt động của hàng loạt những ông lớn công nghệ tại Việt Nam, một chủ đề thu hút nhiều báo chí quốc tế đưa tin trong thời gian qua. Với thị trường chất bán dẫn dự kiến tăng thêm 1,65 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2021-2025, Việt Nam đang dần trở thành một điểm đến tiềm năng của ngành linh kiện bán dẫn thế giới, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng linh kiện bán dẫn toàn cầu. Nikkei Asia có bài: Tập đoàn chip khổng lồ Synopsys của Mỹ mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Synopsys đang chuyển đầu tư và đào tạo kỹ sư sang Việt Nam để tái cân bằng hoạt động trong bối cảnh cuộc chạy đua công nghệ Trung-Mỹ đang diễn ra gay gắt. Trang Digitimes Asia cũng cập nhật Synopsys thông báo sẽ đào tạo kỹ sư ngành thiết kế vi mạch tại Việt Nam và hỗ trợ khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh SHTP thành lập trung tâm thiết kế chip thông qua chương trình tài trợ phần mềm. Sự hợp tác này nhằm mục đích đào tạo các kỹ sư thiết kế vi mạch tiên tiến và tạo điều kiện phát triển ngành sản xuất chất bán dẫn ở Việt Nam. Trước đó, một loạt các trang báo đã đưa tin Samsung sản xuất bán dẫn ở Việt Nam từ năm 2023. Gã khổng lồ bán dẫn Hàn Quốc hiện đang thử nghiệm các sản phẩm lưới bóng và dự định sản xuất hàng loạt tại nhà máy Samsung Electromechanics Việt Nam ở tỉnh Thái Nguyên. Bloomberg có bài bình luận với xu thế này: các quốc gia như Việt Nam và Indonesia đều đang cố gắng thể hiện mình là lựa chọn thay thế. Đối với việc sản xuất thiết bị điện tử, Việt Nam được cho là một lựa chọn khả thi. Đây là một tin rất tốt cho Việt Nam. Dù kết quả có thế nào thì tôi nghĩ rằng việc Việt Nam xuất hiện trong các phương án cân nhắc của các ông lớn công nghệ đã thực sự là một điều tuyệt vời. Và nên nhớ, nếu họ vào thì xuất khẩu từ khối FDI sẽ được đẩy cao hơn nữa, không chỉ dừng lại ở con số ấn tượng hiện tại. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị hiện tại. Các tập đoàn đa quốc gia thực sự cần đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc, có nghĩa là họ đang nhìn về ASEAN. Và khi nói về ASEAN thì Việt Nam nổi lên là một nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất. Việt Nam có lợi thế về thị trường nhân công hơn hẳn Singapore và Malaysia. Tuy nhiên, một số nước khác cũng có lợi thế về nguồn nhân lực tương tự như Philippines, Ấn Độ và Thái Lan. Họ cũng rất quan tâm đến sản xuất chất bán dẫn. Thậm chí chính phủ còn đang nỗ lực để ban hành chính sách riêng về ngành bán dẫn. Tuy nhiên, Việt Nam có một lợi thế rất lớn khác, đó là đất nước này đã có sự hiện diện của Intel và giờ đây là thông báo mới từ Samsung về việc sẽ tổ chức bộ máy sản xuất ngành này tại đây, và đó là điều mà Ấn Độ không có. Họ chưa có bất kỳ khoản đầu tư nào trong lĩnh vực này cả, nên họ sẽ cần phải thuyết phục các nhà đầu tư mới. Còn Việt Nam đã được chứng minh là một môi trường kinh doanh lành mạnh và an toàn cho các nhà đầu tư lĩnh vực linh kiện bán dẫn. Rõ ràng là cuộc đua bán dẫn toàn cầu đang nóng lên và xu thế chuyển dịch chuỗi giá trị đang diễn ra ngày một nhanh hơn khi Trung Quốc vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách Zero Covid. Bởi vậy, Việt Nam cần tạo ra những luồng xanh đặc biệt cho công nghệ thì mới có thể nắm bắt được cơ hội chuyển dịch chuỗi giá trị toàn cầu. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu chính phủ có những hỗ trợ đặc biệt. Đừng hiểu hỗ trợ này là bơm tiền hoặc tung ra các gói trợ cấp, đó là cách dễ và cũng ít hiệu quả nhất, thậm chí cũng chưa cần miễn bỏ thủ tục. Chỉ cần đơn giản là những gì đang làm, hãy làm với tốc độ nhanh hơn nữa. Yếu tố tốc độ là yếu tố quyết định, đặc biệt là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Để đón đầu dòng vốn đầu tư đổ vào ngành bán dẫn thì rõ ràng là ngoài chính sách, Việt Nam cũng cần phải chuẩn bị nguồn lao động trình độ cao. Hiện nay thì Hàn Quốc hay là Đài Loan, Trung Quốc đang nắm trong tay công nghệ sản xuất chip tối tân nhất thế giới. Và để làm được điều này thì họ đã phải chuẩn bị chiến lược và nguồn lao động trong hàng chục năm. Còn với Việt Nam, hãy cùng xem các chuyên gia và nhà đầu tư có những khuyến nghị gì. Cách hiệu quả nhất với Việt Nam lúc này là tập trung thu hút các kỹ sư thiết kế chip có trình độ cao trên thế giới về Việt Nam. Hiện giờ, các tài năng đó thường là chuyên gia nước ngoài. Nếu thu hút họ về Việt Nam làm việc trong vài năm, họ sẽ chính là nòng cốt để chuyển giao công nghệ và đào tạo cho các kỹ sư Việt Nam. Vì thế, chính phủ cần một chính sách đặc biệt để thu hút các nhân tài quốc tế trong ngành bán dẫn. Intel chẳng hạn thì họ không có chuyển cái phần sản xuất chip về mà mới chỉ là cái phần là gọi là đóng gói và test con chip ở cuối cùng thôi. Hay là Samsung thì họ cũng bắt đầu là với việc là chỉ lắp ráp điện thoại đấy, đúng không? Thế xong bây giờ họ cũng muốn là sẽ lắp ráp
Có nghĩa là ngày xưa là tivi, xong thì sang điện thoại. Có nghĩa là dần dần họ cũng sẽ muốn chuyển dần dần cái công nghệ cao hơn. Thế nhưng mà cái vấn đề để làm sao để mình có thể nhận được cái sự đầu tư của họ là mình phải có nhân lực. Từ thiết kế chip, ta có thể tính đến bước tiếp theo là xây dựng nhà máy sản xuất chip. Đây là một chiến lược dài hạn, mất nhiều năm, và yếu tố quan trọng để nó trở thành hiện thực là phải có ổn định chính trị. Việt Nam là một nhóm 10 đến 20 quốc gia có ổn định chính trị tốt nhất thế giới. Vì thế Việt Nam đã thỏa mãn một điều kiện rất quan trọng. Nếu mà Việt Nam mình muốn nhận được cái công nghệ tiên tiến ấy, thì mình buộc phải có những cái trung tâm R&D kết hợp cùng các công ty lớn đấy. Và thứ hai là mình có thể gọi là bắt kịp được cái xu hướng công nghệ. Vâng, có thể thấy là sẽ không dễ dàng để Việt Nam trở thành bến đỗ mới cho ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Nhưng mà nhiều năm trước đây thì cũng không ai nghĩ Việt Nam có thể trở thành cứ điểm sản xuất cho ngành thiết bị di động của thế giới. Một khi mà Samsung đã ngấp nghé, Synopsys và Intel đang tăng tốc đầu tư thì hoàn toàn có thể sẽ có những ông lớn công nghệ khác rót vốn vào Việt Nam.